Vâng, chào bạn, mình là Joe Vlog và hôm nay mình sẽ nói về hai cái trường hợp bị hở xà và cách khắc phục nhé. Tuy nhiên điều này mình không nói thì chắc chắn là các bạn cũng biết rồi, nếu mà các bạn đã đụng đến xà mộc đúng không ạ? Còn các bạn là người mới thì sao, các bạn hãy cùng mình khám phá nhé. Vâng, thưa bạn, hiện tại thì mình đã thăng bằng nước và vuông góc rất là ok rồi và mình sẽ lấy thước ra cho bạn xem nó có khít hay không. Đây, mình đã cắt được hai và rất là khít luôn nha các bạn, hầu như là không lọt ra làm được nữa rồi. Ôi dồi ôi các bạn, hiện tại thì trời rất là mù luôn, có vẻ như là sắp mưa rồi. Thôi thì kệ nó, mình không quan trọng về thời tiết và mình hãy bắt đầu nhé. Ở đây các bạn nhé, mình nói với các bạn hai trường hợp á. Đây là cái trường hợp đầu tiên, thì trường hợp này nó bị hở mặt trên hoặc là mặt dưới của xà là do trong quá trình các bạn vuông góc nó không được chuẩn nha bạn, hay nói cái khác là thước vuông của bạn không được vuông. Và cái thứ hai nữa là nó bị hở mặt bên của xà nhá các bạn, mặt bên này hoặc là mặt bên này nhá các bạn. Đó, cái trường hợp này là do trong quá trình các bạn thăng bằng nước nó không được chuẩn nha các bạn nhá. Vâng, sau đây thì mình sẽ nói về cái trường hợp thứ nhất bị hở xà nhá các bạn, là do trong quá trình các bạn vuông góc á, nó bị lệch mực đi. Đó, nó bị lệch như này hoặc là bị lệch trên, là hai cái trường hợp mà dẫn đến bị hở xà như trường hợp thứ nhất mà mình vừa nói với các bạn. Còn trường hợp thứ hai thì sao các bạn? Đây là trường hợp thứ hai mà mình muốn nói với các bạn nhé. Đây, mình cố tình cho nó hở mặt trên, xà nó hở rất là đều đây nha các bạn. Đó, và mình sẽ cân nước cho bạn xem. Chắc chắn là cái đầu xà bên này nó sẽ thấp đi nha các bạn. Đó, bởi vì nó hở mặt trên mà. Rồi, vừa rồi là mình nói bên này thấp đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chứng minh cho bạn xem là nó có thật sự là thấp hay không nhé. Đây nha các bạn, đó, bên này đã thấp rồi đúng không ạ? Khi mình nâng đường mực lên đúng bằng nước á, thì chắc chắn là nó sẽ khít rồi đúng không ạ? Rồi, đó là cái nguyên nhân thứ hai mà mình muốn nói với các bạn. Ôi chết, xít nữa là mình quên nói với các bạn trường hợp này. Đó, trước khi các bạn thăng bằng á, thì các bạn hãy kiểm tra quả dọi của mình đã ăn vào đường mực chưa. Của mình đây là rất ok nha các bạn. Đó, mình chỉ dùng quả đào này làm quả dọi thôi, bởi vì nó tròn các bạn nhé. Đó, nói về quả đào thì thời gian sắp tới mình sẽ có một số lượng lớn về hạt giống đào rừng Lai Châu. Nếu mà các bạn có nhu cầu trồng để chơi Tết hay là làm kinh tế thì các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại của mình là 0347979089 nhé. Sau đây là một cái trường hợp nhỏ nhỏ mà mình khuyên các bạn cần lưu ý giúp mình nhé. Đó, trong quá trình các bạn đã vé mực đợt 2, các bạn cắt xà thì các bạn luôn để lại đường mực cho mình nhé. Cả hai bên cũng vậy. Nếu mà các bạn cắt thẳng mực luôn, nếu mà bị lệch một chút á, các bạn không biết được đâu. Bạn luôn để lại đường mực các bạn cắt xong. Nếu mà thấy bên này mực dày quá thì các bạn còn biết đường mà xử lý đúng không ạ? Ví dụ như trường hợp của mình đây nha các bạn. Đây, mình cắt xong vẫn còn thấy mực đây nha các bạn. Đó, mình cắt rất là sát mực luôn nhưng mà nó vẫn còn để lại mực đây nha. Đó, đấy là trường hợp mà các bạn cần lưu ý giúp mình. Rồi, trên đây là tất cả những gì mà mình muốn nói với các bạn. Nếu mà các bạn thấy video của mình thật sự là có ích thì các bạn đừng quên cho mình một like nhé. Còn điều đặc biệt hơn nữa, các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất từ kênh Lai Châu Vlog. Còn bây giờ như thường lệ thì Lai Châu Vlog xin nói lời chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong video sắp tới của mình nhé.